trên một bờ bãi hoang sơ xa lạ. Để anh lớn lên như một kẻ lang thang như đứa cá từ trong đá. Để anh lại gặp em, để anh lại gặp em mà ghét lên tội lỗi tại trời này. Trời đất ơi, ai biết giết tôi đi, ai biết giết tôi đi. Nào đúng là tổ xuôi, nhưng anh lính kia tốt số mà chẳng
tuổi mình tụi có khóc phụ huynh. Thôi kệ đi, má vợ kia là buồn tao với mày không có vợ cũng buồn luôn. Vợ ba ơi. Dạ. Cho rượu rồi đi. Dạ. Bao nhiêu có sai vậy cô lạ? Muốn sai như ngã lưng lưng thì anh chỉ cần hai bát. Còn sai? Còn sai đế tỷ mà không đứng lên được thì phải đến ba. Còn sai đến quên cả mọi sự, quên mình là ai hết, quên cửa, quên nhà, quên tất cả hết thì phải sai mấy bát vậy cô? Tôi thề kể từ giờ phút này ông mà còn đâm tôi câu nào nữa là mấy cái phút sau ông làm mình ông. Nói cho mày nghe cũng tại mày gì vậy? Tại mày mà tao hút vợ. Tại mày nữa nè. Giờ tôi nói chuyện này, cô Thanh đẹp nhất sông đá này, bây giờ cô Thanh lấy chồng, giờ tôi buồn, tôi không lấy ai luôn. Tao hận đàn bà phụ nữ luôn á. Hận đàn bà, hận đàn bà chỉ đem đàn bà hết cái vụ vô dụng này đó, bỏ đàn bà vô có sẽ diễn ra đổ xong đi. Trời, thầy Lý, cậu ông, trời đất ơi, hai người nghĩ sao mà bỏ đàn bà con gái người ta vô cố xây mà giả vậy hả thầy? Ông nói thế nào đó trời? Thầy phản bội vừa vừa thôi nha mấy người á.
Bà nói tự nhiên tôi đâu kính giác thì bà nói tôi phạm tội vậy. Nè, đâu thì bận đồ cho chú rể vậy trời. Tự nhiên nói tôi phạm tội ai vậy. Nè trời, thầy ở đâu chung ra mà thầy nói thầy hận đàn bà con gái hả? Đừng có hận kẻ thôi chứ. Ý bà nói là có đàn bà con gái cho có mình. Đúng rồi. Ủa mà đúng là thẩm thù sao có đàn bà con gái. Cũng phải nhờ tôi nói hả? Nè, thầy nói gì vừa phải phải thôi nha thầy. Dạ? Gặp ai đó nha thầy. Gì vậy? Chứ gặp tôi á, nè. Gì vậy? Thầy muốn nói cái gì dạ? Thầy nói cho nha. Gì vậy? Ông cậu à, tôi xé từng người một nha thầy. Rồi bà làm đi mua hải sản, bà bắt đầu á. Ờ. Bà làm gì vậy? Cô dâu gì mà dữ ra? Muốn gì vậy? Mày lấy giận thôi, mày dữ mà mày lấy giận thôi. Ở đó nghe. Bữa nay nhậu hơi giống con ngày anh xui vậy. Trong gì vậy? Thôi. Tự nhiên cái nhậu xong rồi chỉ bỏ đi về làm sao? Chứ gì nữa? Chưa trả tiền. Quan quyền nhậu xong hay đi về đó. Ủa cái luật gì kỳ vậy? Đâu có cái luật nào mà quan quyền nhậu không trả tiền. Mấy người bán như bà mới biết điều chứ. Sao không biết điều? Thầy uống thì phải biết điều, thầy trả tiền chứ thầy. Mà mệt quá là nhảy nhiêu trả tiền rất là. Ủa ngộ có mấy quyền là có mấy miệng không mà tiền không có làm sao? Thì mày chơi tao mà mày trả tiền cho tao. Có quyền chi mà không có tiền. Nó có tôi dùng tiền tôi mua giúp mua quyền tôi với tao cũng được nè. Kêu bà quang. Bà ơi bán của mày lại đường mà mắc dữ hả? Trời ơi, thầy ngồi ở đây bãi biển mát quá trời có đất luôn mà mắc gì thầy. Mà bãi biển chắc của bà tính tiền. Này mà bây giờ thì không nói biển là biển chung mà mắc đồ là tính tiền dữ lắm. Tiền quá. Dạ, cậu ấm đi được còn thầy Lý. Gì đó là một người đàn bà. Đàn bà? Phải. Không có gì dễ quên một người đàn bà bằng một người đàn bà khác. Anh định anh cũng phải biết rằng em cũng đã yêu anh. Thank you.
Tôi chán hết tất cả mọi thứ cũ kỹ, tôi chán lắm rồi.
tôi đang cần. Không có gì quý hơn để quên hơn một người đàn bà bằng một người đàn bà khác. Rồi
thật ghê sợ cái chuyện này. Thành ơi, không, em đừng buồn tôi phải nói. Em đừng buồn tôi phải nói. Em đừng buồn tôi phải nói. Dù có chờ tôi không thể nào nói được. Tại sao anh không nói được? Mày tính kiếm mày giải rút. Mày cưới mày sinh đâu phải
Thank you.
cùng mẹ, cùng cha, cùng chung quy thông. Mà giặc giả đoạn ly đã xé ra, làm cho lạc lòng hai đường. Sau đây tới đoạn trường, khi hai đứa gặp gỡ quá lạ thường, để gây ra quan niệm tôn đường. Con đi đâu? Đi đi con, chẳng con đi được trời, chẳng sẽ không.